Anh nhớ cái nhà nhà này từ hồi năm bao nhiêu ta? Hồi giờ đâu có sửa chữa gì đâu đúng không? Hồi xưa là nhà ba gian rồi sao mà đắp lại. Ý là cái cách lại này từ năm bao nhiêu? Mới đắp lại nó chừng 5 năm. 5 năm. Cái nam này, cả cái dãy nhà này là mình toàn bộ cái bên phía nam này nó là cái con sông này. Thì đây nó là bất lợi cho ngôi nhà của mình. Đó, thì khi cái nhà này nó đang liền khí thông khí với cái nhà này, nhưng mà cái nhà này ít dùng, nhà bà cô mình ít dùng, nhưng mà cái chỗ này nó đang thông với nhau này thì nó không tính là một nhà đó, thì nó đang thông như này này, cái sau nó thông này luôn thì nó không tính là một nhà nhé. Thì vô hình chung thì anh đang đang để cái bể cá ở đây này, thì bây giờ anh ở nhà này đúng không đó, anh ở nhà này á, thì chung cung nó nằm ở đây, chung cung nó nằm ở cái đoạn nhà này. À, đúng rồi, nó nằm ngay cái phòng này luôn. Thì cái phòng này đang nhốt cái chung cung lại, nó làm bí bách, không có dứt điểm được công việc. Đó, thì cái bể cá nó lại rơi vào vào nam này, cái tiểu cảnh nước này. Không được. Đúng rồi, nó rơi vào nam thì nó sẽ gây tổn hại danh tiếng, mất mát tiền bạc. Đó, vào những cái năm 2020, 2022. Đó, rồi. Thì toàn bộ cái khu vực phía sau này của anh này, thì khi mà vô đây này, thì bên này nó là Tây Bắc này. Chung cung thì giữa đây nó là Tây Bắc này. Thì Tây Bắc của anh thì cái phòng này thì nó vòng lên thông khí đúng không? Nó thông khí thì vô chung đây là nó khuyết Tây Bắc. Đó. Khuyết chỗ này là khuyết Tây Bắc này. Thì vô chung nó khuyết Tây Bắc thì Tây Bắc nó là cung càn cung của người chủ nam. Thì nó làm cho người nam nó không may mắn trong công việc. Và khuyết này thì xu hướng của người nam thích đi làm ăn xa. Đó. Mà ở nhà thì nếu mà ở nhà thì nó hay ốm đau. Đó. Nó hay mắc bệnh về xương khớp cột sống là vì đây này. Đây nó có cái bể nước này, anh bể thông khí ra này, bể đựng nước này, rồi Tây Bắc đây nó có nhà vệ sinh này đó, thì đây Tây Bắc anh có nhà vệ sinh đây đúng không đó, thì khi mà cái Tây Bắc cung càn mà nó có nhà vệ sinh ở đây á, thì rất là gây bất lợi cho cái người chủ nam ở đây là như vậy. Thì buộc cái này là mình phải lợp mái ra, lợp mái ra cho thông khí với nhau, không có để khuyết như thế này. Đánh để đồ mà chỉ là tâm sáng Đúng rồi, nếu anh muốn phơi đồ anh phơi qua đằng sau này, em thấy đằng sau này, đằng sau được mà. Đây à, cái phòng này anh có hay mở không, ít mở đúng không, ít mở thì nó không có được lưu thông khí, thì cái phương vị tây nó cũng bị khuyết, cái phương vị tây Tây Bắc luôn. Tây Tây Bắc thì nó đồng nguyên nhất khí thì nó rất là bất lợi cho người chủ nam. Cái này nhà này về hướng tây nam này, hướng tây nam toàn bộ là con này con sông bên này đó. Thì bây giờ anh lên phương án là bỏ cái đó đi, bỏ cái này này, anh muốn lợp mái kia ra, bỏ cái tiểu cảnh nước đó đi, hút nước đi thôi, hút nước để khô. Thì lúc đó thì anh thường xuyên đóng cái cửa này á, thì nó sẽ liền khí với cái dãy nhà này luôn, thì lúc đó cái chung cung nó lại khác. Không, anh bắn vách luôn, nhà nào nhà nấy riêng đi, anh đi qua đây, nhà này riêng, nhà là mình riêng thì mới xử lý được cái bên kia, Về rồi đó. còn không thì tháo ra luôn, tháo ra luôn cho thông luôn, thông trước thông sau luôn như thế này luôn, đừng mở cửa, đừng có đóng cửa nữa thì được. Có nghĩa là khi mà thông như này này thì nó sẽ tách biệt hai nhà ra, nhưng mà anh đóng cửa đó lại luôn này, nó liền mái liền khí thì nó lại thông với nhau, không được. Đấy, thì đối với cái nhà này mà nếu ai ở nhà này thì toàn bộ cái khu vực phía nam nó là con sông này, thì rất là bất lợi cho các ngôi nhà này, tại vì cái gió nam này nó về này nó đẩy khí thủy về rất là nhiều. Đúng rồi, cái phương vị nam không được có thủy, mà toàn bộ cái khu vực này gió nam về rất là nhiều này, thì cái khí thủy nó sẽ về rất là nhiều, tại vì sông này nó chảy rất là chậm. Thì được cái thủy thông thường thì sông chảy thì khí nó chảy, cái tác động nó không nhiều, nhưng mà cơ bản mình nhà mình cả cái dãy nhà mình nó bám toàn bộ cái phía nam sông lớn lắm, thì những người ở căn này không không, không thuận lợi. Bây giờ cái nhà này anh dài như vậy anh phải lên phương án ngắt khí và anh bù mái cái chỗ này ra mới làm được. Và cái bếp đang đặt đông đông nam thì ổn rồi, chắc bếp thì được rồi đó. Thì giờ bây giờ anh lên phải lên được phương án đó, tháo này ra này, nó thông với nhau luôn để nó tách cái nhà này ra. Lúc đó anh lấp cái nước này đi này, tháo nước này đi để khô thôi, để tiểu cảnh khô thôi. Thì lúc đó thì phía trước này là mình phải bố trí nước ở phía trước này này.
phía trước cửa mình đây này, đó chỗ này đó, mình làm thì mình đây kích hoạt cái phương vị phía nam tây nam này lên, phương vị tây nam này cần phải có thủy dưỡng ở đây, thì lúc đó cái bên nam này này, bên nam này thì anh phải nghiên cứu làm sao mà bắn vách đây lại được thì tốt này, chứ cái cửa ở đây mà đến cái mùa ở đây thì cái gió nam nó sẽ không về đây được, cái nhà này nó chắn rồi, cái nhà nó chắn rồi, nhà nó chắn rồi. Đấy, thì phải lên cái phía sau nhà anh, là phía sau nó là, nhưng mà bây giờ cái phòng này mà anh không thường xuyên mở thì nó nhốt cái chung cung lại, nó bí bách á, cái chung cung ở đây này, chung cung của cái phòng này nó xuống luôn thì lại nó công việc nó bí bách, nó không dứt điểm được công việc. Dạ thì đối với cái bếp mà đặt ở khu vực đông đông nam này thì được rồi, ổn. Thường xuyên thì anh cứ đóng cái cửa này, mở cửa bên đây này để tránh gió lùa thẳng vào bếp thôi. Khu vực phía sau thì dọn dẹp sạch sẽ. Tầng trên này có ai ở không anh? Tối lên trên ngủ. Đây nhà vệ sinh. Thì đây cái nhà mình đây, nhà mình đây thì toàn bộ cái đàn dông này này, đàn dông này đang chỉ trực tiếp vào phía sau này. Đó, phía sau của nhà mình luôn này. Thì cái này anh nhà này nhà của ai? Nhà hàng xóm à? À thì anh ấy được thì anh lấy cái tấm tấm gỗ á, nó bịt cái đàn dông nó lại, bắn ngang đó này. Đúng rồi, che cái chỗ đó lại thôi, che như này này, bịt nó lại. Còn nếu mà không cho bịt thì phải gắn cái chữ phúc vào đây để hóa giải, xử lý cái này. Dạ đúng rồi, chữ phúc để hóa giải. Chữ lên trước đây. Cái đó gì nó của nhà kia rồi. À cái đó nó qua. Nó đúng rồi, qua nhà rồi. Dạ. Đó, giờ anh giờ phải lên được phương án bỏ cái nhà vệ sinh đây này. Nhưng mà cái phòng kia này không thường xuyên mở thì nó không có lưu thông khí qua đây được. Ít nhất cái tầng này nó phải lợp ra liền mái thông khí. Đúng rồi, lợp thêm ra liền mái thông khí. Bỏ cái bể nước này đi, bỏ nhà vệ sinh này đi, sử dụng ngôi nhà vệ sinh phía sau thôi. Mình xử lý được. Mới giải quyết được vấn đề. Anh không xử lý được vấn đề hình thế này nè. Thì nó khuyết Tây Bắc này cực kỳ bất lợi luôn, ví dụ như năm ngoái. Năm ngoái những cái người mà chủ nam ở đây đó, nó xảy ra cái vấn đề là ốm đau bệnh tật hay xảy ra vấn đề tai biến đột quỵ dụ như năm nay thì sau hoàng đạo ở Tây, nhưng mà vấn đề mà Tây Tây Bắc đổi như này cực kỳ bất lợi cho người chủ nam, ở lâu dài thì sức khỏe nó không có, công việc không có thuận lợi đó. Cứ như thế này thì ví dụ mình cứ làm đến đũa gắp đến gần miệng nó mất, cứ làm mình được mất. Vậy là không có gì nữa. Dạ không ai không có tiền đó, anh phải xử lý được cái phương vị Tây Bắc. Bỏ cái bể này đi, lợp mái ra cho nó vuông thông khí với nhau, bỏ nhà vệ sinh này đi, thì làm cái khu này sân chơi hay làm phòng ngủ gì đó thiết kế rồi, đừng có nước khu vực này, đừng có bếp khu vực này, là được thông khí. Mở cái cửa này ra cho nó lưu thông khí này, ví dụ như cái phòng này đúng không, cái phòng này mà mình không không phải thường xuyên mở hết cửa ra cho nó lưu thông khí, cái chung cung nó thoáng ra, nhưng nhốt cái chung cung nó bí bách á, không có dứt điểm được công việc, người trong nhà nó bức bối vậy thôi. Nói đúng. Bây giờ lỗi sao thì nó y như vậy thôi. Đó, giờ anh chỉ cần lên được mấy phương án đó thì mới xử lý được việc. Thì em thấy mấy phương án này nó cũng đơn giản. Ừ, cái này đơn giản là qua thôi. Dạ. Giờ mà mình không 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 xử lý là không xử lý được. Đó, chốt ra anh phương án vậy thôi.